chừng. Thì thường thường vậy mà, mình cũng vậy thôi, chứ mình mạnh mình cũng không có ấy đâu. Oh my god. He just talking to you. Oh yeah. Sorry. Oh yeah, yeah. It looks really amazing. Dưa biết không, dưa hấu ở đây hồi bữa mình cắt con trái đặng ăn cũng ngon lắm, rồi chở nó hiếm. Dưa hả? Còn cái chở nó hiếm thì dưa hấu ngon lắm trời. Nhưng mà thường thường dưa hấu ngon nhất là ở đó, ở là ở Costco không anh? Costco ngon. Yeah, yeah, Costco ngon. Yeah. Are your friends still want to record it? What? Your friends still here. Oh yeah, they do record. Is your game all copyright back? No, I hope not. Nó có mở lên chút xíu nữa sao? Nhưng mà đừng có lớn. I thought you said you could hear like a whisper and it blocks it. No, bởi cái này nó ồn quá, so it's fine. Nó hơi ồn, nó có rõ. It's fine, just watch. Nhưng mà quay chút không? Quay chút xíu rồi. Me? Mà em quay chút xíu rồi thì sao? Trời ơi chàng. Hello hello. Oh thank you. Dưa hấu nè. Ý định không ăn hả con? Ừ. Đồ bạn em cho nè. Thôi chút mỡ ăn chút khui. Let's see, it looks real. I can't nè. What do you eat food all the time? Em phải thăm nó quá. Thử ăn. Anh biết mình phải dễ ăn không? Anh lấy cái tô của nó quậy á. Anh chút ra nha em đi. Dễ ăn. Do you want to mix it for you? Do you want to mix it for you? Không phải mix mà em lấy lên lấy lên khói. Lấy cái tô á, mà anh chút ra hết rồi. Cái tô. Dạ, yeah, bồ á. Tô nhỏ được rồi, tô nè. So you want to pour it over? Yeah, anh chút cho nó xong rồi lấy cái nắp lên. I can't lick it up, it's gonna spill. Anh chút cho hết trước em nên anh tình lại. Yeah, no, that's the plan. Múc hết trơn được không? No. Thấy Lê ăn chỗ này luôn nha mọi người, nhìn nè. Nó có đậu đỏ nè. Có cái hộp lựu nè. Có bánh lọt nữa nè. Bánh lọt. Cái này có cái này dừa non nè. Cái này có ép pudding nè. Cái này chắc là có mấy cái treo lò nhỏ. Trời ơi, ăn gì mới nhức mắt nè. Có đủ hết nè. Đó. How does that feel? I feel it now. Remember, I was trying to have a guy with paint in there touching your skin. Show you down here, yeah? No. Lát có con pi đờ nữa. Còn cơm tiếng nữa, quậy. Quậy sao? Treo. Cái gì mà còn cơm tiếng nữa chứ. Huh? Just for a week? I got work next week, took it off. Yeah.
Trời, sắp sửa nguyên tô đi nhá. Tới gì đâu, chọc nó lên. What is it, ice? Bói? Yeah, it's ice in here. Bói? It's a kind of fruit, really the bột trắng. Ồ, cái thuốc nốt. Mấy hai mình thôi, chỉ đi rồi thôi. Để chú ăn tháo thôi. Anh ăn giờ hả? Ăn. Xe xưa chỉ đi rồi. Rồi, chả. Bốn rồi, tàu hủ rồi, sáu. Ăn hết ly này là no thì có cả nhà ơi, nhiều lắm. Thấy mình chút ra một tô rồi. Bánh lọt nè, bánh lọt nè, bánh lọt nè. I'm trying to finish mine, you didn't add too much. Nó nhiều quá, nó bánh nhiều quá hả? That's how, look how big it is. Bông. Ê bà quậy, cái này hai người ăn còn no đúng bà quậy. Cho nên nó bán một phần thì cũng đâu có mắc đâu. Tôi thấy bà bên đầu mắc rồi. Trời ơi, nhìn lắm. Cái này thì nhóm mình bưng cái tô lên kệ. Tôi biết con bằng anh nè, nó yêu thành tôi tại cứ liếc nhìn tôi hoài. Hay là trong đầu nó đang nghĩ tại sao tôi khác người tôi ngồi chỗ. Nghe hả? Quá dữ. Quá dữ. You put a table close to you? Nhỏ này, nhỏ này, nó được rồi, còn nhỏ này không. Thấy ông chồng xuống huyết giỏi quá ha. À, bạn em là Cindy. Nhớ Cindy không? Cindy mà làm ở Los Angeles làm trà dừa dầm cho Hailey ăn hồi xưa đó. Bây giờ em mua nhà qua đây rồi. Rồi hẹn gặp chị 2 ngày. Bây giờ em mua đồ em gửi qua. Em còn đưa giấy gì đây? Cindy tặng chị Hailey, chúc chị vui vẻ nhiều sức khỏe. Trời cưng không? Viết giấy nó trời thương không? Ừ. Trời, nấu đồ chai này, nấu đồ chai cho mình ăn nè, hay là nấu hay mua không biết, mình chắc mua. Ờ, này mua để 5 đồng gõ gàng hả, nấu rau củ thập cẩm thương không biết chị thôi. Anh hỏi Lexi con cọp, ôi nó đang bú rồi, nó ăn đồ vô rồi, đang bú chỗ này. Cái này có câu, cái này vậy là để tủ lạnh anh ha. Anh lấy cái tô tránh bên đi chút, anh chụp hình luôn. Để cái tô này ra hả? Ừ, tránh để cái này. Rồi, vậy thôi. Cái này là bún bò quế chai rồi, bún bò quế chai. Hết rồi không? Còn gì nữa không anh? Dạ, yeah, cái hộp kia đây nữa. Bên đây, đem ra hết nha. Ồ, hộp quét rồi. Hộp quét, ồ, cái này hả? Ồ. Có hai bịch. Cái này thuốc nốt nè, phải không? Rồi.
Trời ơi, cái này là đồ quý nè anh. Nơi của anh, chỗ anh Nghĩa nè, Quỳnh Huệ. Tại mới cho thốt nốt nè đúng không? Thốt nốt nè, lạnh ngắt ngon. Ăn không? Ừ. Rồi có thêm coi cọng bịch nó đúng không anh? Nó cái kia là khác, cái kia là loại khô đúng không anh? Còn này lạnh. Không biết nữa, lạnh ngắt rồi nó chị cho chị ăn cho nó mát. Còn nghẹp không? Ừ. Cái này thốt nốt cho giống như châu đốc của mình nè. Còn này là thốt nốt cho mấy cho thốt nốt ấy nè. Trời ơi đồ quý lắm mà trời ơi. Cưng gì đâu trời ơi. Cái này tìm đâu ra, tìm đâu ra mọi người ơi, tìm đâu ra bây giờ. Tìm đâu ra bây giờ. Chịu không nổi luôn, bà cho rồi thêm cái bịch nè. Bịch cái gì nè. Cái này gọi là gì em mua này? Kẹo gì chứ? Kẹo kéo. Trời ơi nhìn nè. Thương không? Cảm ơn em nhiều nha, em yêu. Trời nhìn nó nè, thèm lắm lắm luôn á. Ăn liền. Ngon quá, ngon quá. Thế nhiều vậy. It's like I had a little bit too much, but that's fine. Để họ cái nó chín lên. Uống mắm chưa? Uống mắm chưa vậy? Uống mắm. Uống mắm. Ủa, làm hai cái máy hả? Cái này là cái thường thôi, bọn em mua cái này cho con nhỏ nó. Ừ. Nó thành con này nè. Ừ. Nó thành con này con mà nó bắt mắt. Ba lần, cái thường gấp ba lần cái này luôn. Yeah. Now, you have to wait for the light to turn green. It's hot, don't touch. Okay.
Yeah. I love Christmas. Mm. But Dad, is that called steam? So this is steam. Steam is hot water, turn into gas. Well, I like steam. Yeah, smoke, you can smell it, it's burned. Yeah, it's usually like black or gray or something. Something with fire. Yeah. Cho mấy đứa ăn đi, ăn có hoài mà. Cái máy này giỏng quá. Đợi nó lâu chín quá. Thì có bánh này nó dày hơn có bánh này nè. Nó làm có độ dày á, nó làm dày hơn. Đi ra đây.
anh nào ngồi xuống, lấy xe ngồi xuống, xuống rồi con. Anh nào đưa qua bên kia lấy ghế của anh nè. Yeah, it's hot. Why are you touching it? I'm trying to rip it up for you. Can I go? Mm-hmm. Is it hot? Okay. Yeah.